chay ngân và cơm dương để gì? Để hiểu được lời của Phật, lời của Chúa vậy. Nếu mà mình không có cái trạng thái tâm như của Đức Phật, không cân bằng như này, thì chúng ta chẳng hiểu lời của Phật đâu, chúng ta là con vẹt nhắc lại thôi. Còn lời của các ngài là các ngài nói ra từ cái tâm không. Cái tâm không là cái tâm bình thường, tâm cân bằng năng lượng âm dương. Cái tâm Upekkha là cái tâm xả, là cái tâm có khả năng làm lại cho chúng ta thân tâm cân bằng nhất. Cho nên ăn cả lúc hiểu được cái giá trị của âm dương thì mới càng thấy là lời của Đức Phật sao mà nó quý thế. Cả ngày tôi luôn luôn nhớ đến Đức Phật. Tại sao? Còn các bạn hay là nhiều người ở đây thì lúc nào khổ cũng nhớ đến. Còn tôi suốt ngày tôi nhớ đến Đức Phật. Bởi vì khi tôi nhai thì ba cái tuyến nước bọt nó tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Tuyến nước bọt ở lưỡi, tuyến nước bọt ở hàm. Đừng nhìn tôi, nhìn xuống, quan sát tâm và tâm mình trong giây phút hiện tại. Và chỉ để cho cái nhĩ căn thôi, cái tai mình nó nghe những cái điều lợi ích nhất cho chính mình. Nhìn tôi là mất năng lượng. Nhìn xuống, quay ở lại quan sát thân và tâm trong giây phút hiện tại. Thả lỏng, thoải mái, khoan khoái, an nhàn. Đây là điều Đức Phật muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Thì chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta làm sao? Hiểu lời Phật dạy và luôn nhớ đến Đức Phật. Thì cái ăn chay cân bằng năng lượng âm dương là một trong những cái bí kíp để chúng ta nhớ đến cái lời Phật, nhớ những phần lời Phật dạy chúng ta. Tôi lúc nãy tôi nói là khi mà nhai thì có ba tuyến nước bọt tham gia vào quá trình nhai, là tuyến nước bọt lưỡi, tuyến nước bọt hàm, tuyến nước bọt ở lưỡi này, tuyến bọt quay hàm và tuyến bọt ở mang tai. Nhai ăn có nhai, nói có vị. Khi mà nhai lâu ấy thì tuyến nước bọt mang tai lúc này nó mới chịu tiết ra, nó chịu tiết ra nó giúp cái máu của chúng ta tăng được cái lượng tế bào T lên. Và đó là cái bí mật của những người ăn chậm nhai kỹ theo lời Phật dạy. Một năm muốn cúng một lần không thể nào được. Đôi khi tôi bảo sao mình không cúng một lần để cho mọi người thương yêu chăm sóc mình, xem ai là người yêu thương mình. Không, muốn ốm không được, muốn cúng không xong. Ăn như thế làm sao mà cúng được. Và có những lúc những người bạn người ta đang cúng cả trừ thiền. Đợt đấy tôi đi sang Sovin gần như là 2/3, 3/4 đều cúng hết. Thế thì cái người bạn ấy họ nói bắt vào mặt mình. Thế mà chắc kiểu này mình cũng dễ cúng lắm, không cúng luôn. Thì đấy, một trong những cái diệu dụng của vấn đề nhai kỹ. Nhai kỹ rồi không đủ, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc tỉ thí nhai 400 lần. Nhưng mà nhai 400 lần mà nhai nhanh như thế này cũng không xong. Thế sư thư mới nhắc tôi là trong kinh Phật dạy là còn phải nhai chậm. Thế thì lại hứa các cụ dạy là ăn chậm, nhai kỹ. Đấy, ăn có nhai, nói có kỹ. Người nào đi ô tô say giơ tay lên cho xe nào. Ai đi ô tô say, nhai kỹ đi, hết ngay cái trứng này. Đấy, tôi là một trong những người nhìn đi ô tô từ xa rồi đã say rồi. Tại vì cái tính gì, nhai nuốt rồi. Bây giờ quay trở lại, hôm nay lợi ích thứ nhất là luôn luôn quan sát thân của tâm trong giây phút hiện tại. Xem nó được thoải mái, khoan khoái, an nhàn hay chưa. Thả lỏng tất cả các cơ bắp trên người ra nào. Thả lỏng ra, thoải mái. Các bạn ở trong trạng thái tâm cân bằng, các bạn hấp thu kiến thức mới là lúc lý tưởng nhất. Ngay cả mình lắng nghe một cái điều gì đó mà mình hấp thu được, nó lợi ích nhất khi mà thân tâm mình thoải mái này, khoan khoái này, an nhàn, hiểu chưa? Cái này các bạn mà làm được đến đâu là Đức Phật với lại thầy chủ trì với ban tổ chức lời đến đấy đấy nha, là mừng đến đấy đấy nha, bởi vì tất cả mọi người đều mong muốn như thế. Thế bây giờ mình ăn chay này, cân bằng âm dương để mình làm gì? Mình hiểu ra là Đức Phật dạy mình có thân thì gì? Có thân có khổ. Thì bây giờ làm thế nào cho nó hết khổ? Đồng ý thống nhất là khổ rồi, thì làm sao hết khổ? Thế Đức Phật có dạy là thân thể gồm 32 thể trượt. Tôi có đưa cái tờ về sự thật về thân thể, tôi dán ở ngoài kia. Các bạn có thể ra tham khảo. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tất cả 32 thể trượt. Thế bây giờ mình tập thương thân mình thì mình thương đều 32 cái thể này, hay là mình chỉ thương 3 thằng còn 2 thằng còn 3 cái thằng mình bỏ qua. Cho nên bây giờ mình tập quay trở lại, học về cái định nghĩa về thân thể mà Đức Phật nói 32 thể trượt.
rồi mình xem là từng ngày tuổi rồi mình yêu bao nhiêu cái thẻ ở trong 32 cái thẻ, thì bắt đầu mình phá lên mình cười, phá lên cười là chưa bao giờ mình biết thân thể mình gồm những cái gì và mình thực sự chưa yêu thương nó. Tôi chứng minh được, tôi là cô giáo toán cấp 3 cho nên tôi nói những gì tôi phải chứng minh được. Các bạn mà tí nữa có thể đọc cái 32 thẻ trượt xong sẽ tự cười mình là trời ơi, mình chưa bao giờ thương 32 cái thằng này. Mình thương một tí cái tóc mình, xong mình xanh đỏ, xong mình thương cái má của mình bôi vào đây cho nó hồng hồng, cho ta nhìn cho đẹp. Xong mình thương cái lông mi của mình làm cho nó cong cong lên. Thế còn tim gan thì phế thận. Rồi mình cũng thương có một khúc, có 10cm cái đoạn này thôi, cho nó ăn, cho nó sướng mồm. Thế mà không quan tâm đến gì, tim gan tỳ phế thận, nó có vỗ tay ở trong không, hay là nó chửi thầm mình, nó chửi thầm mình xong nó sinh ra bệnh, xong là có tiền bao nhiêu đi mua thịt chúng sinh ăn, xong là lấy cái tiền đấy đi khôi phục dịch. Thế là chọn con đường nào đấy. Cái ý tứ này của tôi là tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái giá trị của việc ăn chay, cân bằng năng lượng âm dương này để hiểu lời Đức Phật. Thì khi hiểu lời Đức Phật rồi thì mới hiểu là tại sao là không bao giờ nói dối được tận 45 điểm. Tại sao không nói dối được 45 điểm? Cái này nó thuộc về năng lực của tâm rồi. Cái ăn chay nó là cái phương tiện để mình không nói dối. Nó là một phương tiện tốt để mình không nói dối. Chứ không phải đó là cái quyết định. Bởi vì tôi thấy rất nhiều người còn ăn mặn nhưng mà cái trạng thái tâm của ta đã phát tục rồi, đã đạt rồi. Cho nên chúng ta phải làm sạch tâm mình, thân mình và con người có ba phần nhá, thân thể này, khí này, năng lượng này và phần tâm. Bách bệnh tòng khẩu nhập, bách bệnh do khí và bệnh thì do tánh sinh. Ăn nhiều thịt thì hại gan, nhất là các bà các cô càng lớn tuổi càng về già rồi là càng ngày càng dương lên theo quy luật của vũ trụ. Cho nên người phụ nữ khi về già, thương yêu tốt nhất cho cái lá gan của mình là ăn chay. Mình ăn chay mình sẽ ngủ dễ này, mà mình sẽ bớt tiền não. Rất nhiều người nói với tôi là từ ngày chuyển chế độ ăn uống như thế này là hết buồn. À, hóa ra buồn này là do ăn nhiều năng lượng trong nó ấm mạnh cái lá gan, không tức khí này là nghĩa đen, không phải nghĩa bóng, là khí nó ăn nhiều năng lượng quá, khí nó không đi, không lưu thông được. Cái đường kinh mạch của mình nó bị bế lại, thế là giống như là ngoài đường ấy, không lưu thông được, thế là mình tức hoặc là tức khí. Tại sao còn phải ăn chay? Bởi vì cái đường ruột của các con vật ăn cỏ ấy, nó chiều dài của nó có bằng 3 chiều dài của thân thể thôi. Còn không còn ăn thịt nó chỉ có 3 lần chiều dài của thân thể thôi, cái đường ruột của nó. Còn cái chiều dài của con vật ăn cỏ, ăn ngũ cốc thì nó bằng 6 lần. Thế nên các bạn ăn thịt thì nó chỉ được đoạn đầu thôi, lấy năng lượng đoạn đầu thôi. Cái đoạn sau này, cái đoạn ăn cỗ, nó nằm lâu ở trong ruột mình, nó bắt đầu sình thối và nó ngấm lại những chất độc của những thực phẩm bị sinh thối này ngược đấm ngược vào máu, cho nên máu chúng ta bị nhiễm axit, máu chúng ta bị mỡ đó. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái bao tử của con vật ăn thịt là nó làm cái bọc mà nó chứa rất nhiều axit, còn bao tử của những con vật ăn chay thì là nó vuông dài hơn và hệ tiêu hóa của động vật ăn chay và cái nước bọt của con người ấy, nó có nhiều kiềm hơn. Thế người Ấn Độ có nói một câu rất là ngắn gọn là ăn thịt là đưa axit vào người, nói thế chất dở thế hiểu. Và các bạn mà cứ lấy axit là chanh hay là quất cái gì đấy bắt vào cái gì nó bằng sắt thế là nó dỉ ra ngay. Một trong những nguyên nhân của vấn đề ăn chay nữa là vấn đề đức tin. Và bây giờ cứ coi cho mình không tin đi. Bây giờ hôm nay không ai tin gì cả, coi như hôm nay chúng ta không tin gì vào chế độ ăn chay. Nhưng mà tôi có thể mời gọi tất cả những người các bạn hôm nay ở đây làm một cuộc thí nghiệm như sau. À, ở đây có cô Lý, mời cô Lý đứng lên cho bà con nhìn thấy ạ. Một cái người từ cõi chết trở về, một cái người từ cõi chết trở về mà chỉ có ăn chay cái niệm Phật thôi mà cô ấy trở thành một người trong sạch về thân, về tâm và về khí nữa. Và cô ấy hôm nay cô mang cho chúng ta một ít thức ăn gạo lứt. Thì tôi mời gọi là hôm nay bạn nào mà xúc được một chút thức ăn là cơm gạo lứt thì làm một cuộc thí nghiệm như sau.
nhắm mắt vào xong rồi đếm, đừng nói chuyện với ai, đếm đúng 120 lần, ăn thật chậm, nhai thật kỹ, nhai đúng 120 lần. Thì cái tâm của cái người nhai 120 lần này, miếng thứ nhất, miếng thứ hai, miếng thứ ba, tâm nó định ngang với những cái trạng thái tâm mà tôi đang ngồi trường thiền xung quanh ở miếng hiện. Cái tâm, cái đầu mình nó đang nóng cái này mà nó mát nhưng không có đầu thôi. Mà nhai 120 lần nó mới ra được cái kinh nghiệm này, cái nhai ít hơn nữa. Năng lượng nó bốc lên, nhai nhiều lên, khí nó về ra điểm khí hạ. Đầu ấy coi như không có. Cho nên đây là một trong những bí mật là bạn nào muốn bớt đau đầu nhai kỹ lại. Hôm nay nhai nhá, hôm nay có ít cơm của nước lắm. Nên mỗi người cố gắng một miếng khoảng từ này thôi mà nhai một lần, 120 lần. Rồi sau đó hút một cái, chứ không phải vừa nhai một nuốt. Thế thì người nào hôm nay mà nhai được 120 lần và người nào mà hôm nay lại nhai 200 lần thì sẽ có vé đi vào thiên đàng luôn. Mà cái thiên đàng tại thế này chúng tôi sẽ mở ra 3 ngày hôm là ở chùa Sủi. 3 ngày hôm ở chùa Sủi là cái ngày sinh nhật cô Xoa là ngày 16, 17, 18. Chúng tôi sẽ tổ chức ở bên đấy để chia sẻ thêm về những kinh nghiệm này cho những bạn nào muốn quan tâm. Thì các bạn để ý xem ở trên màn hình nó đang có cái cây cổ thụ kìa. Nó không cần một thứ phân bón nào. Mỗi một năm vài trận mưa thôi. Đấy, tin chưa? Bắt đầu đức tin tăng trưởng chưa? Đấy, không cần thêm một cái gì mà nó vẫn sống vô cùng mạnh khỏe. Chúng ta đâu có cần phải đến thị mà vẫn sống mạnh khỏe đâu. 32 thể trực với thân thể đấy. Thế thì lát nữa thì bạn nào nhai 120 lần và nhất là bạn nào nhai được 200 lần thì sẽ có thể gặp cô Lý đăng ký ghi danh và chúng tôi sẽ có phần thưởng cho các bạn là 3 ngày sống chung ở chùa Sủi và được chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm hay của quý khác nữa. Và tôi hy vọng cái năm sau 3 cái ngày hội lớn của ngành thực dưỡng là cái ngày sinh nhật cô Soa này, chúng tôi sẽ mời được các cái chuyên gia thực dưỡng của Nhật Bản về để chia sẻ tiếp với chúng ta. Thì chúng ta ăn cái gì? Chúng ta vẫn nghĩ là ăn là qua miệng, quên đi. Ăn là vũ trụ tuyến, nhìn cái hình ảnh trên kia. Chúng ta ăn các cái năng lượng ở vũ trụ này, âm thanh này, rồi là hình ảnh này, không khí này, thực phẩm đọc lỏng này, rồi năng lượng nữa. Hôm nay chúng ta đến đây chúng ta có một thứ không bao giờ ở nhà có được, đó là cái năng lượng của từng ngày người có mặt ở đây. Nó tạo ra một cái bầu khí mà chỉ có đến đây mới được hưởng thụ cái bầu khí này. Và nhờ có nhai cân bằng âm dương thì tôi biết là tôi được hạnh phúc trong đám đông và những người cùng với mình cùng với cái nguyện lực học Phật để hiểu Phật và làm gì và nhớ Đức Phật dạy là cái nhân và quả. Tôi biết ơn tất cả những nhân duyên hôm nay để tôi có thể đứng đây để chia sẻ tất cả những cái điều mà tôi tâm biết đến với cộng đồng của chúng ta và đặc biệt là thầy Thích Thanh Huân và ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi để nói chuyện về những cái mảng này. Và còn nhiều điều muốn nói lắm, điện khí nữa. Hôm nay tôi đi đất này, tôi cứ đi đâu mà xỏ đôi dép nào tôi bỏ ra một phát là mất luôn. Thì đây nó gọi là nhân quả. Lúc trước chắc là mình cứ hay xỏ dép người khác, cái này cứ thọ thuộc ra cái là mất luôn. Là chắc cái kiểu này là trong tương lai mình để đi trên đất nếu mà mình không muốn mất trộm đấy. Thế thì bây giờ tôi trồng cái cây chuối này đời này đời thứ hai rồi và tôi chưa bao giờ có một cái gì hết, cây chuối hình thôi. Và tôi phát hiện ra nó mọc so le, các cái lá nó mọc theo hình xoáy chân ốc. Tại sao cân bằng âm dương lại nói nhiều đến cái xoáy chân ốc của vũ trụ? Các bạn biết bố cha mẹ gặp nhau trên đỉnh đầu các bạn có lại xoáy năng lượng âm dương của cha mẹ như thứ hai là người phụ nữ nào mà có đúng đủ tiền là khi bố mẹ gặp nhau cái năng lượng âm dương nó quá mạnh liệt, nó gặp nó xoáy, nó tạo một vòng xoáy này và nó còn đọng lại ở bà đúng đủ tiền. Cho nên người phụ nữ nào có bà đúng đủ tiền, tiên sinh ông Xoa rất khen là người đàn bà có nhân cách. Đấy, nói thế rồi bà đúng đủ tiền để tắt đàn đó. Đấy rồi là cây chuối nha. Đây là những cái phong trào thực dưỡng có mặt ở Việt Nam mà chúng tôi đã đi qua. Thì quay trở lại hạt gạo lứt, phải nhớ tại sao chay mà nên ăn hạt gạo lứt. Bởi vì hạt gạo trắng vứt xuống đất thì nó thành đất. Nó chỉ còn một cái lõi thôi, nó chỉ còn mỗi hydrat carbon, tức là nó tạo đường là chính. Còn các chất dinh dưỡng khác là không còn nữa. Cho nên mình ăn gạo lứt, mình vứt hạt gạo lứt xuống đất, nó nảy mầm thành cái mạng. Đấy, mình nảy mầm thành cái mạng. Thế là mình ăn cái gạo lứt này, mình nhai 120 lần, mình biết đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Cuộc đời mình đến đây là ngon rồi đấy, chỉ cần hàng gạo lứt thôi. Thế thì hôm nay nhai được một lần thực nghiệm gạo lứt thì về nhà miếng nào mà mình thích ăn nhất nhá, cũng nhai 120 lần xem nó còn ngon như mình tưởng nữa không. Đó, phải làm cuộc thực nghiệm như thế, tự mình đừng làm đấy. Thì ở đây chúng tôi có cái bảng thực phẩm bốn bánh chia ra
thực phẩm tạo ra nhóm axit âm và thực phẩm tạo nhóm axit dương, cái này chúng ta học ở sau. Và tất cả những người bệnh là những người máu bị dư axit và dư âm. Dư âm là nó hay bốc hỏa, hay ba máu sáu cơn. Thế nên các bà nào muốn mát mẻ cả ngày, cười từ sáng đến tối là làm ơn ăn cả lúc và chuyển sang ăn chay càng sớm càng tốt. Tại sao mà khi trẻ thương nhau nằm giường mà già rồi mỗi thằng một nơi? Bởi vì đàn ông khi về già rồi nó không đi, mà đàn bà khi về già nó dương lên. Mà hai cái dấu nó giống giống nhau thì nó chọi nhau. Âm chống đối âm và dương chống đối dương. Người là động vật, động vật cũng lại là dương, người là dương hơn thực vật. Thế động vật nó cũng là động vật rồi, cho nên dương mà ăn dương mà nữa. Người là động vật là dương, động vật là dương, và người mà ăn động vật là dương chống đối dương. Và cả thế giới ngày nay đang chứng minh cho chúng ta cái điều là con người đang ăn thực phẩm không phù hợp với con người. Cho nên nếu mà con người là dương rồi mà ăn thực phẩm ngũ cốc, tâm tính nó bình hòa, nó mát mẻ, nó nhẹ nhõm, rồi là tính nết nó cứ thay đổi dần lên. Một người đang nóng nảy sân